19 giờ ngày 20 tháng 4. Mời bà con cô bác, kính mời bà con cô bác đêm nhạc hội ngôi sao miệt vườn. Chị vậy, ơi. Chị có đi coi đêm nhạc ngôi sao miệt vườn không? Ở đâu vậy? Ở sân vận động Tân An nè. Sân vận động Tân An là chị. Ngay thành phố Tân An luôn, ngôi sao miệt vườn của anh Khương Dừa. Chị biết Khương Dừa không? Dạ biết. Biết nè. Chừng này nghệ sĩ biểu diễn luôn, vé 200 ngàn thôi. Dạ, có vé. Đây cho con một tờ, Còn chị muốn lấy tờ này thì chị lấy. Dạ, có số điện thoại ghế nè chị. Dạ. Thứ bảy nha bà con cô bác, thứ bảy 20 giờ ngày 20 tháng 4, thứ bảy 20 giờ. Mười chín giờ vô cô luôn. Cô ơi, nhà cô ở đây hả cô? Nhà mình ở đây hả? Có gì không? Dạ. Cô đi xem ngôi sao miệt vườn của anh Khương Dừa không? À, Khương Dừa thì ngày nào trưa bữa nào không coi. Dạ. Bây giờ mình đi coi trực tiếp đi. Coi trực tiếp luôn đi. Bữa nay anh là bao nhiêu vé? 100.000 vé. 100.000 một vé. Rồi 200.000 là vé VIP. Cô muốn lấy vé nào? Thôi để tới bữa đó đi tính lại. Tới bữa đó hả? Từ từ. Cô, vậy cô cầm tờ cái tờ này nha, cầm tờ này nè. Đây, bữa đó là sẽ có nè, nghệ sĩ Bảo Trung nè, nghệ sĩ Châu Thanh nè, nghệ sĩ Ngọc Quyền, nghệ sĩ Minh Nhí nè, nghệ sĩ Kim Tử Long nè. Thấy Hương vừa tư vấn hai chỗ Bảo Trung rủ nhau đi bữa đó xuống đây chứ là vậy đó hả, là coi hết luôn hả? Hôm trưa bữa nặng thôi ha. Dạ. Mười chín giờ. Ngày 20 tháng 4. Dạ, thứ bảy nha. Cô ơi, số hotline trên này nha. Có cô. Nếu mà muốn ngồi ở phía trên là cô phải gọi cô đặt trước chứ không có là hết vé ở trên nha. Dạ. Cảm ơn cô. Trời ơi. Dạ. 19 giờ bà con cô bác anh chị ơi, 19 giờ. 19 giờ. 19 giờ ngày 20. Dạ 19 giờ. Đây, chỗ này nè. Chỗ nào? Cô ơi, có đi coi ngôi sao miệt vườn không cô? Không hả? Chú đi coi ngôi sao miệt vườn không chú? Của anh chỗ anh Khương Dừa á? Không luôn. Chết rồi. Khoan đã. Tình hình bây giờ chị là ơi. Mình tới. Mấy anh đứng bên đây nè. Bên đây. Đi vô trường là bị thầy cô la liền. Anh chị ơi, thứ bảy này mình đi coi ngôi sao miệt vườn không? Dạ không vậy đó hả? Trời, bữa nay ngôi sao miệt vườn về Tân An luôn á, ngay thành phố Tân An luôn. Cười luôn, né máy quay. Em gửi anh chị tờ. Gia đình mình mà không muốn đi thì gọi vô số hotline của chương trình đặt vé nha. Ngay sân vận động Tân An tối thứ bảy này nha. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị. Đi coi ngôi sao miệt vườn nha. Anh ơi, coi ngôi sao miệt vườn anh ơi. Quen hả? Có coi không? Dạ đúng rồi. Ngồi mua vé chưa? Có vé chưa? Sân vận động Tân An mình nè. Dạng sáng qua nè. Trời ơi. Tình hình rất là tình hình. Tình hình. Cô bữa ở Tân An cô có chạy lên nó bán không? Cái gì? Chương trình của anh Khương á, ngay chỗ cổng sân vận động á. 20 giờ, 19 giờ ngày 20. Hay là mình chạy lên trước cổng mình bán đi cho nó xôm tụ. Bán rồi nó xôm tụ nha. Ở sân vận động Tân An á, thứ bảy này là tối thứ bảy. Nè. Đó. Hoặc là bữa đó mà không muốn bán mà muốn đi coi chương trình thì là gọi vô số này mua vé luôn nha cô. 100.000 vé. Hoặc tới đó mua trực tiếp 100.000 vé nha. Gặp nhiều nghệ sĩ lắm. Dạ, cảm ơn cô. Chú không đi coi hả? Trời ơi. Đi vô trong trường là bị la đó. Vô trường là bây giờ là cô giáo bắt ở lại học luôn. Đó. Chị ơi, mình về luôn hả chị? Về luôn hả? Hay là thứ bảy đi coi ngôi sao miệt vườn không? Là sao? Coi ngôi sao miệt vườn chỗ anh Khương Dừa nè. Đây, đêm nhạc ngôi sao miệt vườn. Trong sân vận động Tân An mình luôn. Cầm nha, xong rồi về ba mẹ coi suy nghĩ coi có đi xem chương trình không thì là đặt mua vé nha, hoặc là tới trực tiếp luôn nha. Tối thứ bảy tuần này nha, sân vận động Tân An. Dạ, cảm ơn chị. 19 giờ nghe chị, 19 giờ. Chị ơi, có đi coi chương trình ngôi sao miệt vườn không cho chị? Có biết không? Anh em gửi anh. Ủa, Khương Dừa á? Đúng rồi, là mình thấy rồi đó. Là mình làm chương trình luôn. Chương trình ngôi sao miệt vườn. Nếu như mà chị muốn với chị đi xem thì cái gì mà bán giờ. Mà lắp bắp gì không biết chừng nào bán được vé luôn á trời. Đây nè chị, chương trình ngôi sao miệt vườn là về tổ chức sân vận động Tân An mình á. Vé thì có 100.000 với 200.000 thôi. Mà rất là nhiều nghệ sĩ biểu diễn nè. Bữa đó gia đình mình đi xem luôn không? Gì nói sao con?
Rồi uống cho cun. Rồi ok. Cái gì mà tiền kẹp vô đây luôn vậy mấy má? Ờ. Bán sắp này đúng không? Cái này ha. Chị cầm đi. Lấy thêm vài tờ nữa về phát cho chồng xong láng giềng nha. Đó. Xong rồi thế mà muốn ngồi với bếp á là gọi số này đặt hotline trước. Dạ. Còn không á là bữa đó mình tới trực tiếp ngay cổng xong rồi đầu mình mua vé mình vô luôn. Rồi để đủ ông xã chị. Đi nha, đi cho vui nha. Một lần duy nhất thôi về tới Tân An đó. Chỉ một đêm mà. Dạ đúng rồi, tối thứ bảy tuần này. Nha, tối thứ bảy qua hen. Hẹn gặp chị nha. Đi ông xã. Ờ không phải điện luôn, đi hỏi luôn đi xong tụi em bán cho vé đang cầm đây luôn nè. Có vé VIP luôn. Đó, thế mà chốt là tụi em để luôn chứ không có là hết vé VIP. Ừ, tình hình là sắp bán được vé nè, chờ gọi hỏi chốt với ông xã. Vé VIP là 200 ngàn thôi chị. Điểm 7 chị á, làm bù. Làm bù hả? Làm bù nghỉ lễ này nè. Vậy hả? Ý là có đội ca được không? Tới tối luôn mà, tới tối lượng tới... 7 giờ tối. 7 giờ tối lượng, dạ. 7 giờ tối. Phải sắp xếp thời gian. Chốt ông xã liền đó. Dạ cảm ơn chị. Dạ rồi, chốt cảm đi chị. Hãy mà muốn lấy giấy VIP là tụi em có cầm theo nha. Trời ơi, đang gọi liền cho anh xã yêu. Dạ em chào chị. Tụi em đến từ chương trình Ngôi Sao Việt Vườn. Thì chủ nhật hổ lộn thứ bảy tuần này là anh Cương Vườn có tổ chức đêm nhạc ở sân vận động tỉnh Long An. Không biết mình có thời gian để đi xem không chị? Đi xem đi. Không ạ. Lần đầu tiên Ngôi Sao Miệt Vườn về tới Tân An mình á. Mình sắp xếp đi. Chị, em gửi chị cái tờ. Cá hả? Thế mà gia đình mình muốn xem là chạy tới nha. Có vé ngay tại cổng luôn nha. Dạ. 100.000 vé. Còn nếu mà muốn mua vé VIP mà ngồi sát sân khấu luôn á là 200.000 vé. Nha. Dạ rồi, cảm ơn chị. Tình hình rất là tình hình nha Ú. Thất bại rồi. Tình hình rất là tình hình nha. Sao quăng trước. Sao quăng trước. Bây giờ ông ấy thôi hay là mua vé tặng cái con chó hay con gấu gì được không? Thất bại rồi. Chứ tình hình là bây giờ là chị thấy là chợ mình cũng đi rồi, cộng trường mình cũng đi rồi. Đúng không? Bây giờ sao ta? Giờ chỉ còn khu công nghiệp, công ty đồ này kia thôi. Mà hồi nãy mình chạy vòng xuống Tân Hương thấy chỗ đó không có điểm đứng thiệt. Ừ. Mà xuống dưới khu công nghiệp là bảo vệ đuổi không cho. Nếu mà đứng ở ngay cổng là không được. Mà bây giờ ra ngoài lộ thì không có chỗ đậu xe đồ này kia, với lại nó rất là ủng tắc giao thông luôn. Mình cũng đâu thể nào mà đi mà cái kiểu mà giao thông vậy được. Không ấy hay mình kiếm thêm cái chợ nào gần đây nữa thử coi. Đi nha, kiếm thử cái chợ đi, gần nói đây. Nói chung thì đi thôi. Thôi đi. Đi. Thôi dạ, xin phép ngừng cái clip chút nha cả nhà, xíu nữa quay tiếp nha. Bây giờ mà mấy anh em sẽ kiếm cái chợ gần đây để đi tiếp. Tại vì đang giờ này là giờ vàng. Dạ. Đi. Tình hình chị thấy là có khách hàng tiềm năng trước mặt mình nha. Dạ, em thấy rồi. Lựa lời mà nói nha. Đúng rồi. Mình sẽ vô, mình sẽ làm sao để các cô thương mới được. Dạ. Dạ, chào cô. Dạ, chào cô. Cô ơi, có coi kênh Anh Khương Dừa không cô? Vậy hả? Vậy quay cái lưng thôi nha, quay cái lưng thôi nha. Vậy đó hả? Có coi kênh Anh Khương Dừa không? Có coi trong TV. Vậy dạ. Đó hả? Tranh thủ đi coi Ngôi Sao Miệt Vườn nha. Tối thứ bảy này là ở sân vận động Tân An á. Là chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn về tới Long An mình luôn. Nha. Dạ. Chỉ có một ngày thôi. Chỉ có ngày 20 thôi. Một đêm duy nhất thôi. Dạ. Nên là tụi con đang đi bán vé. Dạ. Bữa đó cô mà sắp xếp được cô đến thì cô đến trực tiếp cổng mua vé cũng được nha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Đó, có gọi như là xin lỗi nha, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nha. Ơi. Em thấy kiểu này một triệu cũng không đủ tiền xăng, không đủ tiền ăn uống. Thiệt á. Không đủ cái gì luôn. Biết vậy ở trên hội quán luôn rồi. Ở ông ấy thôi, mình về hội quán đi. Mai khỏi hốt đi ha. Để đi lấy 1 triệu thôi. Mà lỡ mình về rồi có đứa nó về trước mình rồi sao? Lỡ có đội nó về trước rồi sao? Nhưng mà chắc gì mà thiệt á. Mà nhiều khi nó cũng không bán được cái gì sao. Nhưng mà mình thám thính được là bên đội của ông Mai là cũng bán cũng hơn mình miếng rồi đó.
Nói chung là đội nào cũng bán hơn. Ồ, mình rồi. Không, còn có đội Ngân là chưa biết thôi. Sáng giờ nó im ru bà rù, không nói năng tiếng nào hết trơn á. Nhiều khi đội đó nó ngầm vậy nó mới ghê đó. Ừ thì đó, đội Trang là bán là được mấy chục rồi, 30-40 gì rồi. Không ấy thôi, hay bây giờ mình chị thấy cũng hơi mình mệt rồi đó, mới mình đi kiếm cháo cá lóc rau đắng mình ăn nghe. Ăn nữa hả? Thôi ráng xíu nữa đi em coi chạy qua hướng về Thủ Thừa rồi đó. Coi nó có mấy cái khu mà kiểu như chợ cho công nhân đồ này kia đi, vậy đó. Đi. Rồi thao chứ. Đi nha. Ráng xíu nữa chị ơi. Ok, đi. Cố gắng vì nhau thôi chứ giờ sao giờ. Làm vé chưa? Dạ. Đi xuống chỗ dưới này nè, mới qua đường nè. Xuống dạch qua đường đi. Đúng rồi, mình đi cho nó đúng làng đi. Chứ không là bảo hiểm người ta không có đền đâu. Dạ, bây giờ thì đã tới trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng nha cả nhà. Bây giờ thì mấy chị em ủa, sẽ... trường này như hồi sáng tụi, hồi trưa tụi Ngân rồi nó bán ở đây rồi nè. Có, ủa lộn, tụi chưa? Trang á. Bán chưa? Hình như vậy em nhớ lúc mà nó chụp hình là trường Lý Tự Trọng. Vậy hả, phải không? Ờ. Không lẽ tim mình đi trồng chéo với nhau vậy hả? Nhưng mà đâu có cùng thời điểm. Nó đi là khối lớp khác. Đi là khối lớp khác, bây giờ là chiều là lớp khác đúng không? Đúng rồi. Ừ. Bắt đầu từ bên nào nè? Bên này trước em, bên này trước. Bên này đi hả? Dạ, chào các cô, các chú, tụi con trực thuộc team ngôi sao miệt vườn. Sao căng thẳng quá. Cô, thứ bảy này mình tranh thủ đi xem ngôi sao miệt vườn nha. Anh Hương vừa tổ chức á, là về tới Tân An rồi đó, ở sân vận động Tân An mình á. Nha, tối hôm đó là tới nha. Rồi, thấy anh dạ, có thấy anh Hương vừa không? Dạ, em gửi anh. Ngôi sao miệt vườn nha anh. Dạ. Vậy thì còn nhiều nghệ sĩ khác nữa. Dạ. Dạ. Cũng biết ngay đại gia luôn. Trời ơi, mời ngay đại gia luôn hả? Mời ngay đại gia luôn. Cô ơi, dạ, chú không? Có mua vé chưa? Đưa gia chú đình trong sống nắng gì mình đến luôn nha. Dạ. Em gửi chị. Dạ. Chú ở Tiền Giang lần hả? Tiền Giang. Chạy lên được không? Dạ. Đi đêm dạ không cho. Trời ơi, có người biết chung danh chung vẻ luôn. Trời ơi, cảm động quá à. Quay với Lê Minh Thành rồi. Em yêu con lắm. Dạ, là có coi Lê Minh Thành hả? Dạ, em cảm ơn. Dạ, mình sắp xếp đi coi ca nhạc được không chị? Chị có thể ủng hộ vé tụi em không? Căng quá vậy. Không, thiệt mà. Tụi em bán vé là thật sự. Tại vì anh chị nó để tới bữa đó ra mua luôn. À, ra mua luôn. Dạ, ok, tối vẫn được nha. Dạ. Tối thứ bảy tuần này nha. Bị cái là tụi em đang chơi một trò chơi. Có nghĩa là nguyên nhóm sẽ chia làm 4 tổ. Mỗi tổ sẽ đi bán. Giống như cầm bao nhiêu vé đó thì đi bán. Bán chỗ hết chứ không? Dạ, đúng ai, rồi, ai bán nhiều, ai bán được nhiều nhất thì về được hưởng. Dạ, một đêm duy nhất dạ, ở Tân An thôi. Sắp xếp nha, hễ mà gia đình chị em bạn gì vậy đó là rủ đi hết nha. Dạ, cảm ơn gì, cảm ơn chị. Cái này nè, để biết địa chỉ đó. Dạ, cái chương trình đó, cái chương trình rồi cái địa chỉ rồi số điện thoại hotline nè. Cái nào muốn mua gọi đó cũng được hoặc là tới trực tiếp nha. Dạ, em cảm ơn. Dạ, chú chơi sắp xếp thời gian đi coi ngôi sao miệt vườn nha chú. Ở đâu? Dạ, sân vận động Tân An á, anh Cương vừa tổ chức. Dạ, rất là nhiều nghệ sĩ nha. Tối thứ bảy tuần này chú. Dạ, cảm ơn chú. Trời ơi. Bên này. Bên này. Anh sắp xếp rồi mình đi coi ngôi sao miệt vườn nha. Rồi. Từ nhà anh chạy lên xa không? Không, gần. Gần hả? Gần vậy mình có cần mua vé trước không anh? Không nè, ủa thì ngoài đi với quảng cáo ra thì mình còn được giao nhiệm vụ bán vé nữa. Bán liền. Dạ. Không thì mua thôi à, tới bữa đó mua cũng được. Dạ, ở đó cũng ủa? Có bán mà. Cái trái này ở đây cũng có bán đó hả? Cho. Đều. Cái đều á. Dạ. Sắp xếp nha anh, bữa đó tranh thủ đến nha. Rồi. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Trời ơi. Anh ơi, sắp xếp mình đi coi ngôi sao miệt vườn nha, tối thứ bảy. Ở sân vận động Tân An anh. Ngôi sao miệt vườn anh Cương vừa tổ chức về tới Tân An mình rồi. Tranh thủ nha. Dạ, cảm ơn anh. Bữa đó mình tới trực tiếp cộng mình mua vé cũng được. Dạ. Chị Đỗ Tư bán được 1-2 vé ở điểm này đó. Chị. Dạ, em chào chị. Ủa thứ bảy mình rảnh không? Mình sắp xếp đi coi ngôi sao miệt vườn đi. Của anh Cương vừa. Nghe. Chị có mua vé trước luôn không? Bây giờ mình bàn chiến lược lại.
Dạ em cảm ơn chị nha chị. Dạ, cảm ơn chị. Tới ngay trước cổng mua vé cũng được nha. Một đêm duy nhất thứ bảy tuần này thôi nha. Dạ em cảm ơn chị. Ê, mình đừng có hỏi cái câu hỏi nóng được không? Chị ơi chị lấy mấy vé? Chị ơi chị lấy mấy vé? Chị ơi chị lấy vé thường hay lấy vé VIP? Mình đổi chiến lược liền. Chị ơi, dạ. Xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn Khương Dừa chị ơi. Dạ Ngôi Sao Miệt Vườn. Ngôi Sao Miệt Vườn. Chị có coi không? Ở nhà mình có coi không? Dạ là 100 ngàn một vé, còn vé VIP thì 200 ngàn một vé. Mà dạ. VIP thì gần hết rồi, còn VIP bây gần giờ hết rồi, còn có mấy vé. Dạ. Ủng hộ cái đi chị. Sáng tới giờ chưa có chưa quá trời nghệ sĩ luôn. Nó quá trời nghệ sĩ luôn. Dạ. Đó là cái gì vậy? Hai vé VIP đây không có tư, cậu thấy không? Cậu thấy không? Nó trời ơi. Dạ rồi, đúng rồi. Đang ngay đây sân banh, ngay đây nè. Nó ra bán số đắt lắm. Rồi sân banh. Ở đâu? Ở ngoài ngay sân banh tịch, ngay sân banh. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Không? Dạ. Lấy hai vé nha. Dạ đây, dạ đây. Đây còn nhiều nghệ sĩ nữa, nhiều nghệ sĩ. Trời ơi. Vé 100 ngàn với vé 200 ngàn. Dạ 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 dạ. Vé 100, vé 200, có toàn bộ nghệ sĩ trong hình hết. Chị đang cầm lại vé VIP đó, ngồi gần sân khấu đó. Đó đầy đủ đó. Trước là phải không? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, ngồi trước đó, ngồi sát. Đến sớm sớm nha. 7 giờ có đi, không cần mua. Dạ. Mày gọi bà đi. Cái đem thợ gì lấy đồ máy thì tối tao đi đưa tụi nó đi học con vé thì nhận động tôi lấy. Dạ dạ dạ. Rồi, dạ. Bây giờ ủng hộ trước dạ, 20 vé gì đi ha. Đúng rồi. Ủng hộ đi. Dạ. Dạ. Chị ơi chị, nếu mà tối chị mà có tới sân vận động chị mua thêm vé, chị nói là mua cho team báo thụ nha. Dạ. Hả? Mua ủng hộ team báo thụ nha. Báo thụ là tụi em là chia team ra, tụi em ra bán. Đúng rồi. Tụi em chia ra mình thi cái cuộc thi ai bán nhiều. Dạ. Trời ơi, cảm ơn chị đội ơn chị. Trời ơi. Cảm động quá, cảm động quá. Nè chị cầm cái giấy này chị. Rồi khi nào mình cần cái mình điện xuống này ha. 7 giờ sớm lắm. Dạ dạ. Không với chị. Chị coi ngày mai chị muốn đặt bao nhiêu vé tụi em giao tới tận nhà cho chị luôn. Ghê chưa? Ghê chưa? Dạ. Chị có gì chị cứ gọi vô số điện thoại ba số này nè. Dạ. Chị nói chị muốn mua bao nhiêu vé. Dạ, à, dạ. Là nói là dung văn dung vẻ giao. Dạ dạ. Tụi em sẽ giao. Dạ, giao tới tận nhà chị luôn nha. Rồi cảm ơn chị. Okay, quá. Cảm ơn chị. Trời ơi quá rồi. Thấy chưa? Trời ơi. Đổi chiến lược không hỏi cái câu hỏi đóng nữa. Thấy không? Thấy không? Chị đội nón này thấy nãy giờ. Đâu đâu. Chị ơi mua vé xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn chị ơi. Dạ dạ. Rồi mình có người thân vậy cho vé thôi. Dạ. Khi nào mà mình có muốn mua hay là mình muốn xem á chị. Rồi mình gọi cái số này nè, em gửi chị là này á. Dạ rồi, đây. Cảm ơn chị nha. Ngôi Sao Miệt Vườn của anh Khương Dừa. Trời. Ngôi Sao Miệt Vườn của anh Khương Dừa tối thứ bảy này. Tối thứ bảy. Ở đâu vậy? Ở sân vận động Tân An mình nè. Sân vận động. Dạ, dạ đúng dạ, rồi. Sân vận động. Dạ. Cô đi coi cô tới trực tiếp mua vé cũng được nha. Dạ. Dạ. Là bây giờ cô muốn ủng hộ cũng có luôn. Dạ dạ. Dạ. Vé VIP thì còn mấy vé? Vé hỏi đã, vé dạ, gia đình dạ. Đã. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, đây chú luôn. Chú luôn. Không. Dạ, không đi. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Chị ơi, mình có tranh thủ đi coi Ngôi Sao Miệt Vườn được không? Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị, cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Ngôi Sao Miệt Vườn của anh Khương Dừa chị. Em mà thứ bảy mình đi được á là mình tới trực tiếp cộng nha. Rồi. Vé này hả? Dạ. Hai đồ của này hả? Hai. Ôi trời ơi, biết dung văn dung vẻ trời ơi, hạnh phúc quá. Hạnh phúc tư vấn làm răng lâu lắm rồi. Vậy đó. Có làm chưa? Chưa. Chưa làm hả? Tiếp thôi, coi tiếp từ chưa. Ủa vậy hả? Vậy chị mua mấy vé nè. Chị mua mấy vé. Đầy đủ hết á. Đông người quá mua. Về nhà đếm số người. Ngày mai em giao tới tận nhà. Dạ. Đông người có mua vé tiền. Vé trăm ngàn. Mua vé trăm ngàn. Thì là 8-9 người là 8-9 vé thôi. Ừ. Em nói nhỏ nè. Mua 8 vé em tặng vé. Thử hỏi nha. Cho số điện thoại liền anh Thái. Anh Thái để mai đi giao. Lấy vô điện thoại đi anh Thái. Lấy vô điện thoại trực tiếp. Không qua tổng đài nữa. Đúng. Cái này chị nói nhỏ nha, đừng nói ai nghe nha. Rồi. Hai mà một đồng vé, một vé luôn kèm. Ôi trời chết, sale vậy luôn hả? Sale vậy luôn kèm. Rồi lỡ mình bị la sao? Tại vì mình tặng thì cũng vậy thôi. Vậy hả? Thôi mình lỡ mình ăn gian quá mình bị la. Không được. Không được. Em nghĩ là tới lúc khô máu quá chưa? Trời khô máu với cái thẹn á. Rồi. Cảm ơn. Trời ơi. Trời ai đồ của chị nữa nghe trời ơi thương quá. Thôi chụp hình với em. Chụp đi.
Bữa nay em cũng mặc đồ đâu có đẹp đâu. Chị mà còn chút hơn em nữa. Đâu vậy, bữa đó lên xong mình đọc nha. Hôm đó lên mặc đồ đẹp nha. Ok. Hôm đó em sẽ ở ngoài đón mấy chị. Rồi ok ok. Tranh thủ đi, tranh thủ đi. Tranh thủ đi, tranh thủ đi. Ngày mai bao nhiêu vé chốt rồi cho anh Hải giùm em nha. Dạ cảm ơn chị. 20 tây ngày anh thứ bảy. Anh ơi, tranh thủ mình đi coi ngôi sao miệt vườn tối thứ bảy này nha. Bận hả? Dạ em cảm ơn anh. Rồi mình vô chồng. Hello, chào các con. Trời ơi, sao cái trường này toàn là các bạn đẹp trai đẹp gái không vậy ta? Ủa? Có khi nào các bạn coi chú Cương Dừa không ta? Ủa sao ném anh về tụi con? Cho có dung hỏi các bạn nào coi kênh chú Cương Dừa không? Coi kênh chú Cương Dừa không? Có bạn nào biết tên Cương Dừa không? Không có bạn nào biết tên Cương Dừa đó hả? Có coi không? Mẹ con có coi. Không, mẹ con có coi. Không, cắm này về đưa cho mẹ. Cắm này về đưa cho mẹ. Nói là ngôi sao miệt vườn chú Cương Dừa là ở thành phố Tân An. Đâu đây hả? Ủa chị đang làm gì đây vậy? Ủa sao tự nhiên tới đây mà không nói? Tới đây không đâu, nhưng mà tụi em thấy nó nhưng mà tụi em thấy tụi em ở đây thì phải đi chứ. Cái gì chưa? Lại chào đi, bỏ bạn chào đi. Mình tập trung. Thấy gì chưa? Nó. Mẹ cầm đưa cho mẹ nha. Nói là đến ngôi sao miệt vườn nha. Ok. Cầm về đưa cho mẹ nha tụi con. Mình chơi chiến lược. Nè các con, cầm về đưa cho ba cho mẹ nha tụi con. Dạ đưa cho mẹ rồi. Về đưa cho ba cho mẹ nha. Nói là đi coi ủng hộ chú Cương Dừa nha. Nè các con ơi, cầm về đưa cho ba cho mẹ nha tụi con. Nói ba mẹ là ủng hộ chú Cương Dừa nha. Đây. Chú Cương Dừa là chú này nè. Đó, nè con cầm về cho mẹ nha. Vậy ok. Rồi cảm ơn tụi con nhiều nha. Bây giờ mình lỡ mình đánh tiếp vô mấy bà chị đi. Mệt quá Tư ơi. Là chị nãy giờ Tư nói hả? Chị. Đây chị nè, em gửi chị nha. Dạ. Nói sao miệt vườn của anh Cương Dừa nha. Mình sắp xếp mình đi, mình kéo chồng xong láng giềng rồi chị em bạn gì đi hết nha chị. Dạ. Đó. Dạ, thứ bảy này ở sân vận động Tân An. Gọi xuống cái này nghe chị. Dạ, cảm ơn chị thôi, hai chị trò chuyện tiếp đi. Chị nói chuyện tiếp nha. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn. Ủa rồi tụi nó đâu mất tiêu rồi. Ủa vậy là tụi nó qua bên đó chưa? Kìa, đang đứng đâu, kìa. Được không? Đâu sao mấy bạn bán kỳ quá à? Chỗ người ta đang bán mà mấy bạn là mấy bạn dành bán người ta không mua luôn. Bây giờ mình di chuyển tiếp ha. Mình di chuyển thôi. Nói chung là mình bị đụng địa bàn rồi. Nói chung cũng muốn hoạt động ở đây lâu hơn á, nhưng mà bị đụng địa bàn với lại đội của Mai Mami rồi. Thành ra là đội mình phải rút kiếm cái chỗ khác. Đó. Thôi mình đi ha. Dạ, đi tiếp nè bà con cô bác. Đi tiếp nha. Trời ơi, cô bác thấy không? Tiên ngồi trên xe không phải sung sướng đâu. Từ sáng tới giờ là vất vả dữ lắm đó. Ăn bánh mì không à? Ăn bánh mì uống nước suối sống qua ngày nè. Đây mà bán mới có được có 5 vé. 5 vé. 5 với 3 hồi sáng đó là được 8 vé rồi. 8 vé nghe không? Năm nào mẹ? Hồi tháng 3 giờ 2 là 5 đó mẹ. 3 vé bán cho Bình Thơ nữa. À Bình Thơ thì không tính. Tính mà. Thì biết là tính nhưng ý là mình không có tính là ở Tân An đúng không? Thì cũng là vừa sáng rồi của mình. Mình kiếm chỗ nào em? Dừng lấy cái đơn mình vừa đi rồi. Mình vừa xong rồi. Đâu quá, con này đi từ trọng. Giờ mình đụng dưới này. Tới được rồi. Đây. Bánh mì bà con ơi, mà bà con cô bác ăn bánh mì. Bánh mì bơ sữa đặc ruột thơm ngon 2.000 một ổ. 5.000. Ủa mới mua 5.000 hả? Mới mua 5.000 hả? 5.000. Ủa hồi nhớ hồi giờ người ta cứ rao 2.000 một ổ mà ta. Lâu rồi. Vậy là ăn từ cái lúc nó 2.000 tới giờ lâu rồi không ăn lại á. Lên đường. Thôi bây giờ anh em sẽ tiếp tục lên đường nha bà con cô bác. Đi tiếp.